các bạn đang đến với kênh Người kể chuyện. Hôm nay chúng ta lại tới với một tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc với nhan đề Đất học. Những năm 1940 của thế kỷ trước, làng Văn Xá có lão địa chủ phạm giàu nứt đố đổ vách. Và một ngày nắng chói chang, lão phạm cho người ở khuân những hòm bạc trắng ra phơi không hiểu nghe ai nói Lão sợ nếu để bạc lâu trong hòm sẽ bị xỉn và mất giá Bạc của lão nhiều đến mức phải dùng đến mấy chục cái mâm đồng to như cái nong tầm để đựng Ánh nắng chiếu vào khiến cả khoảng sân lát gạch bắt tràng của nhà lão sáng lỏa Vốn là người cẩn thận Lão sai bốn bà vợ ngồi bốn góc sân để canh trường Đứng sau lưng mỗi bà lại có một người hầu cầm quạt mo cau để quạt cho chủ nhân. Dù có người quạt, nhưng mồ hôi vẫn chảy thành dòng trên mặt các bà vợ của lão địa chủ phạm. Bà nào cũng phải vén váy qua đầu gối, khiến những bắp đồi trắng ngồn ngộn như mấy nén bạc. Chưa kể, các bà tuột luôn áo bà ba, chỉ mặc mỗi chiếc yếm cho mặt. Dân làng đi ngang qua, tranh thủ ngắm chỗ bạc nén, và liếc trộm vú vê của mấy bà, cho bỏ cơn thèm. Ngồi diễn trệ trên chiếc sập gỗ kê trong ngôi nhà ngói nam gian lão địa chủ phạm vinh mặc đặc trí, vì dâu nhất là lão cầm chiếc chân giò luộc gặm một cách ngon lành cứ sơi một miếng ngập răng lão lại làm một chén rượu dâm dương hoắc cho trọn vị ông đồ kiệt đang ngẩng mặt lên ngắm mấy giò phong lan tìm tứ thơ bất chợt bà vợ chạy từ ngoài cổng vào rít lên Ông ngó qua nhà lão Phạm mà coi. Chỉ là thằng lái trâu. Một chữ mẹ đôi không biết. Vậy mà người ta lại giàu có ức vạn. Còn ông chỉ được cái dài nước tốn vài. Suốt ngày thơ với phú hão huyền. Rõ là khổ đời tôi vì lấy nhầm chồng. Bực mình vì bị mụ vợ làm cho mất hứng. Ông đồ kiệt lên bắt bẻ. Nếu tôi giàu như lão Phạm liệu bà có được ăn cùng mâm ngủ cùng giường không hay là bà lại giấu như mấy mụ vợ nhà lão tối ngày tranh nhau trí chóe để mong được đặt mái biết mình đối lý bà vợ già của ông đồ kiệt lại tất tả vác giá sang nhà hàng xóm vay gạo ngồi một mình trước hiên nhà ngẫm thấy vợ mình mắng cũng không sai tự nhiên ông đồ kiệt nóng mắt Thôi thì Lão Phạm khoe của Thì mình khoe chữ Nghĩ sao làm vậy Ông Đồ Kiệt lôi các cuốn tam tự kinh Tứ thư ngũ kinh ra phơi cho bỏ tức Khổ một nỗi Có vài cuốn sách Chỉ đựng trong cái mẹt là vừa xoắn Trong cái khó Lại ló cái khôn Ông Đồ Kiệt xé toàn bộ những cuốn sách Rồi trải các trang sách ra kín mặt sân đợi lúc dân làng hiếu kỳ đứng xem, ông Đồ Kiệt tưới nước lên các trang sách, giấy gặp nước bỗng nhão nhoẹt và bám chặt vào nền đất, còn mấy vạn con chữ đều bị trôi mực hết sạch. Ngồi trên chiếc chõng tre kề ngoài hiên, ông Đồ Kiệt dõng dạc tuyên bố: đất này thấm đẫm chữ thánh hiền, vậy từ nay đây chính là đất học. Đang ngồi đánh chén tì tỉ. tỉ. Lão địa chủ phạm thấy bà con đồ xô sang nhà ông đồ kiệt Mà không buồn ngắm bạc và mấy bà vợ của mình liền lấy làm sự lạ Sau khi sai thằng nhỏ đi tìm hiểu sự tình Lão địa chủ phạm thầm nghĩ Mình giàu không kém ai Nhưng dù sao Không có tí chữ nào Thì vẫn kém sang Vậy là kém miếng khó chịu Mặc cho mấy bà vợ can ngăn lão địa chủ phạm sai người bê nguyên một mâm bạc sang mua đất học của thầy đồ kiệt cuộc co ke mua bán bớt một thêm hai cuối cùng đã chốt được giá ông đồ kiệt bán miếng đất học lấy năm mâm bạc ngoài ra còn được lão địa chủ phạm tặng thêm cho một mụ vợ béo trắng kể từ lần đó con cháu lão địa chủ phạm lại phát về đường học hành con cháu ông đồ kiệt lại giàu về đường buôn bán Thầy Đồ Kiệt ngồi trong căn nhà ngói mới xây với vẻ mặt tự đắc. Đợi bà vợ già bưng mâm cơm đặt xuống tấm phản gỗ lim, thầy đưa tay cầm ngay miếng thịt chó, chấm vào bát mắm tôm đã được đánh sủi bọt. Vừa ăn, thầy vừa nói với bà vợ hai: "Bà về, nâng khăn sửa túi cho tôi, con sướng chán vạ khi làm vợ ba lão địa chủ phạm." Bà vợ già vãi thóc cho đàn gà ngoài sân quay vào. Vừa nhìn thấy lão chồng già đưa tay dính đầy mỡ lau ngay vào váy của bà vợ hai Nên nhăn mặt khó chịu Bà đi thẳng vào dáng trong Mặc cho bà vợ già ghen tuông Thầy đồ kiệt đưa tay xoa đùi bà vợ hai Rồi nói nhỏ Người đâu mà mát ra mắt thì thế không biết Đợi tôi ăn ù xong bắt sáo chó Rồi cùng tôi vào trong buồng giấm mè chút nha Bà vợ hai rót rượu cho thầy đồ kiệt Miệng tùm tìm cười Bà ghé tai nói nhỏ Mình quên Hôm nay sáng mùng một rồi sao Thôi Chút vào bếp giúp chị cà tí theo Không lại phiền Thầy đồ kiệt bực mình Dằn mạnh chiếc chén rồi quá to Đồ ngu Đức thánh nhân đã dạy Người quân tử thì không vào bếp Nói xong thầy đồ kiệt ra ngay gốc cây cao Vạch quần đái một bãi gió to có lẽ do thầy hay đáy bậy Nên toàn bộ cây cối ở trước sân nhà đều chết yểu Biết tính thầy Đồ kiệt Bà vợ hai liền chép miệng nói Thôi, được rồi Ông thích thì tôi chiều Đấy là do ông tự khơi mào ra nhé Mua xong mảnh đất học của thầy đồ kiệt Lão địa chủ Phạm cũng sắm cho mình cặp kính lão Và dăm cuốn sách Dù không biết chữ Nhưng hễ đi ra ngoài đường làng theo sau lão có thằng người ở cắp tráp đi hầu Còn lão tay cầm cuốn sách cho ra dáng người nho nhã Nhiều hôm hứng lên Lão cũng ngửa mặt nhìn lên rời để gieo vần Làm thơ Nhìn thấy chồng mình thay đổi chóng mặt Bà vợ cả lên thủ thể Tôi nghe nói Người bận rộn Chả ai làm thơ Tinh kẻ dỗi việc mới ngâm nga Ông mua cái rẻo đất mà đã như thế này rồi sao Lão địa chủ phạm cười khùng khục Lão giải thích với mụ vợ của mình <laughs> Bà tưởng tôi không biết thằng đồ kiệt nó bị bợm hay sao Nhưng tôi vẫn mua mảnh đất giá cao Để cho cả làng được biết Sang năm các cụ tiên chỉ muốn tìm đất xây miếu thờ khổng tử Ở làng văn xá này Không có chỗ nào danh giá hơn mảnh đất học Lúc đó tôi sẽ bán lại giá gấp 4 lần Khi biết tin có khi lão đồ kiệt học máu mồm vì tiếc của ấy chứ bà vợ lão phạm vẫn băn khoăn hỏi tiếp vậy ông mua đi bán lại mảnh đất cũng được rồi sao còn phải gán thêm bà ba làm gì lão đệ trồ phạm vuốt dầu cười một cách danh mãnh thằng cha đó lúc nào cũng vênh mặt tạt đây có nhiều chữ trong đầu nhưng bây giờ gặp bà ba sẽ bị quần cho ra bã các cụ nói rồi, người ta không chết vì đói, mà chết vì no dồn đói góp. Còn tôi, con ba đấy. Lão địa chủ phạm gọi thằng người ở từ ngoài sân vào, rồi căn dặn. Mày đi sau lưng ông, hễ ông gieo vần hay nhà chữ gì, phải nhớ ghi lại. Rõ chưa? Nếu mày ngắm gái làng rồi quên việc chép thơ, là chết với ông. Chịu khó, rồi sang năm, ông in tập thơ lúc đó ông sẽ cho mày một cuốn có tập thơ trên tay nhìn nó cũng sang cả người thằng người ở nghe xong liền té xỉu ngay dưới gốc cây muỗm nơi có mấy con cóc đang ngồi chầu hẫu lúc tình giấc nó vội cong mông chạy theo lão địa chủ phạm để còn chép thơ trời sầm tối đường làng bắt đầu vắng bóng người qua lại Lão địa chủ phạm sau khi đánh chén no sai với các cụ tiên trì Bèn ngật ngưỡng đi về Dù trời không nóng bức như ban ngày Nhưng theo thói quen Khi vừa ra khỏi đình làng Lão bỏ chiếc khăn xếp đội đầu so vào cánh tay phải Tháo đôi hút mộc cầm trên tay trái Đi cho sướng trần Bước qua hết thôn thượng Lão vạch quần rồi phưỡn bụng Đái một bãi rõ to Gớm Vì mải ăn Nên dù căng tức bảng quang nhưng lão không dám rời khỏi chiếu Lão sợ lúc chảy đi đái Bao nhiêu món ngon sẽ bị bọn ngồi cùng mâm chén mất Lúc lão rời đi Chiếc văn bia cổ đề cao việc học của làng Đã ngập trong bãi nước tiểu Vừa vào đến nhà Lão địa chủ Phạm đã hớn hở Khoe với bốn bà vợ Mấy mụ chỉ mài tranh ăn Rồi trí chóe nơi xó nhà Có biết ông vừa đưa các cụ ra việc quan trọng gì không bà cà biết tính chồng liền quẹt mỏ đang ăn trầu đỏ lòm rồi nói hưng già ôi bao năm nay tôi chỉ thấy ông ăn rồi phưỡn bụng đi chơi tổ tôm chứ có làm được cái việc gì lão địa chủ phạm vênh mặt chỉ tay vào chiếc đèn rồi tuyên bố nói có bóng đèn các cụ vừa giao cho tôi soạn lại bản hương ước của lạc đây là vinh dự vốn chỉ dành cho các vị có chân khoa bảng. Bà hai chố mắt ngạc nhiên hỏi. Nhưng ông đâu có biết chữ mà đòi soạn hương ước. Lão địa chủ phạm xoa và đập chân vài lần rồi leo tót lên sập ngồi. Lão tuyên bố. Việc đó có gì đáng lo. Tôi kiếm thằng có chữ rồi vứt cho nó răm nén bạc là xong. Không nhẽ mình mất tiền mua chức lý cựu lại không đóng góp gì cho việc làng, việc xã. Buổi sáng mùa thu, thầy Đồ Kiệt đang ngồi thường trà giữa sân. Đang nhầm nhi tách trà, bỗng nghe thấy tiếng chim trào màu hót trên cành khế. Thầy tự dưng nổi hứng làm thơ, liền vuốt râu tức cành sinh tình, ứng khẩu đọc ngay bài thất ngôn tứ tuyệt vừa nghĩ ra. Sáng nay thức dậy, cốc đầy vườn, Ngừa cổ khế dung Chào màu hót đường làng khói dơ màu trắng xóa trời thu xe lạnh thèm thịt chó thường trà thoảng chút vị phân trâu quanh đây phảng phất mùi nhang khói hồn ta bay lượn tới cõi tiên vòng đi lộn lại trốn quê nhà cảm thấy ưng bụng vì bài thơ xuất thần thầy đồ kiệt réo gọi bà vợ già rồi nói như ra lệnh bà mau bắt gà làm thịt trưa nay tôi sẽ mời các tao nhân mặc khách trong làng tới để uống rượu vịnh thơ cho thỏa chí lần này mấy lão tiên chỉ mắt toét sẽ phải nô mắt mà chết vì ganh tị ba vợ cả của thầy đồ kiệt dậm chân bành bạch rồi nói ôi trời ôi nhà có mỗi con gà mái mơ đang ấp trứng bắt nó thịt nhét mồm con chỗ trứng thì hỏng hết sao thầy đồ kiệt phẩy tay To vẻ bất cần thầy từ tốn phân tích chỗ trứng đó sẽ luộc ăn hai bữa sáng món trứng gà lộn không phải lúc nào cũng có mà sơi tôi nói sao cứ làm vậy rồi sẽ có lợi nhằm lưu lại hậu thế những áng thơ trác tuyệt thầy đồ kiệt gọi bà hai mang giấy bút để thầy viết không mải ăn sẽ quên hết thấy bà hai định chồng mông Mai thỏi mực tàu Ông Kiệt nói ngay Vẽ chuyện Bây giờ phải cài cách cho nhanh Mau đem cho tôi tập giấy bản Cùng chiếc bút bi là được Viết xong bài thơ Cảm thấy niềm hân hoan dâng trào Thầy Đồ Kiệt sai bà vợ hai của mình Ngâm thơ cho nó nhã Đang uống dở cốc chanh leo Bà hai của thầy Đồ Kiệt Vội đặt cốc xuống Rồi cất giọng ngâm nga Bất chợt ngoài cổng có tiếng chó sủa Kèm theo đó là tiếng cười khùng khục của lão địa chủ phạm. Bước chân vào đến sân, lão nói ngay. <laughs> Tôi đã chọn là đúng người luôn. Thờ văn của thầy quá là không hổ danh vị túc nho của làng. Lão địa chủ phạm trình bày xong ý định viết lại hương ước của làng. Thầy Đô Kiệt băn khoăn hỏi. Nhưng mà bản hương ước cũ vẫn đang dùng tốt. Sao các cụ tiên trì lại vẽ chuyện làm gì? vốn không ưa thầy đồ kiệt lão địa chủ phạm được dịp lên dọc ông ngu bỏ mẹ không vẽ ra làm thì lấy gì mà nhét vào mồm các cụ tiên chỉ tiền ở đó mà ra chứ đâu mua thêm chục mẫu ruộng tốt cưới thêm vài con vợ mũm mĩm cũng nhờ cấu véo xa xèo ở đó thầy đồ kiệt vẫn ngại ngần nên hỏi lại nhỡ chẳng may bản hương ước mới bị dân làng phản đối thì sao sợ miệng lưỡi thế gian lão địa trù phạm mặt mũi đỏ phừng phừng lão đập tay xuống bàn rồi giết lên đứa nào to mồ tôi gọi tuần đinh gô cổ đánh cho tốt xác nếu còn nói láo sẽ cho dài liên quan xử tội nhìn thấy năm nén bạc lấp lánh của lão địa trù phạm đặt trước mặt mình lúc này thầy đầu kiệt thu hết can đảm khàng khái nói ngay thôi cũng vì làng vì xã đồ kiệt tôi nguyện dốc hết sức khỏe mã để viết bản hương ước mới trưa hôm đó lão địa chủ phạm cùng đồ kiệt chén tạc chén thủ sời gọn con gà mái mơ dưới chân hai ông chủ biên cuốn hương ước vùng vãi cả một đám xương sọc vào ngày hội làng lão địa chủ phạm vênh váo đứng giữa sân đình nói với các cụ tiên chỉ báo cáo các cụ, bộ hương ước đã hoàn thành nhằm phát huy các giá trị nhân văn cao đẹp. Với số tiền bỏ ra có trăm nén bạc, như vậy đã vô cùng tiết kiệm. Nếu các cụ hay dân làng có phát hiện thấy sai sót, cho phép mỗ tôi được tiếp thu ý kiến. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục bộ hương ước mới cho xứng danh đất học. Ngay khi lão địa chủ phạm vừa dứt lời, cỗ bàn được bưng lên hầu các cụ tiên chỉ mọi người vội xông vào đánh chén ngả nghiêng đất trời sau đợt rét dài ngày hôm nay trời đã hừng nắng báo hiệu thời tiết đã giao mùa thầy đồ kiệt ngồi nhâm nhi chén rượu nếp được bà vợ hai tự tay nấu nhìn bát già cây bốc khói nghi ngút do bà vợ cà vừa bưng lên thầy đồ kiệt khoan khoái vuốt tròn râu lưa thưa rồi lên giọng nói đến như các vị công hầu khanh tướng sống nơi lầu son gác tía cũng chỉ như thế này đã gọi là phú quý tột bậc rồi kẻ đọc sách thánh hiền như ta còn mong gì hơn nữa ở đời này thử hỏi có mấy ai ngồi ăn cùng tránh thất và thứ thất đâu bà vợ cả lườm chồng một cái bèn nhẹ nhàng nói ông uống ba chén rượu thôi để tôi đơm lưng cơm ăn cho chắc dạ đã bà vợ hai ngồi kế bên liền nhanh tay Múc ra cây vào bát cho thầy đồ kiệt Bà Âu Yếm nói Mình ăn món này Cho tráng dương bổ thận Hồi xưa ở nhà Em chưa xuất giá Mà khi em thấy bu mình Ngày nào cũng làm món này Hoặc món móng giò cho thầy em sơi Giờ không biết Nên em ngạc nhiên hỏi Lúc đó bu em chỉ mắng có một câu Còn gái con đứa tò mò Lớn lên tự khắc sẽ biết Bà vợ cả lùa nốt chỗ cơm trong bát vào miệng Bà nuốt nhanh Còn không kịp nhai Sau khi hút thìa canh cho đỡ nghẹn Bà chép miệng nói mỉa Tưởng gì Hóa ra nhà mợ hai Có gen di truyền Nhồi nhét cho lắm rồi Lại bắt người ta chùn chân mỏi gối Chứ báu gì Bà hai cũng không phải rằng vừa Đợi cho bà cả vừa dứt lời lên đốt lại ngay Ruộng khô hạt Sao sánh được cùng viết bờ sôi ruộng mật Thầy đồ kiệt đang ăn Tự dưng lại nghe hai bà vợ nói qua nói lại Lùng bùng lỗ tai Thầy dằn mạnh chén rượu xuống mâm rồi quát Hai bà ngậm miệng lại cho tôi nhớ Xưa Đức Khổng Tử đã dạy Người quân tử phải tê ra trị quốc Bây giờ tôi không quản được việc nhà Thử hỏi làm sao mà dám vác mặt gia đình Để gánh vác việc làng việc nước Nhẹ nào các bà muốn tôi ôm cối đá nhảy xuống ao học theo lão khuất nguyên mới vừa lòng trong căn nhà vừa ẩm mỹ sau câu nói của thầy đồ kiệt sự yên tĩnh đã trở lại chỉ còn ba người đang cắm cúi ăn cho xong bữa xơi cơm xong thầy đồ kiệt vừa ngậm tăm đứng lên bất chợt trời đồ cơn mưa rào xối xả mặt sân gạch trước hiên nhà chỉ một loáng đã ngập nước thầy đồ kiệt quay ra nói với hai bà vợ mưa tháng ba ao hồ ngập nước đúng lúc đó tiếng sấm rền vang lên như xé toạc cả bầu trời thầy đồ kiệt gật gu tỏ vẻ hài lòng bởi theo kinh nghiệm của thầy đó là tiếng sấm no năm nay sẽ báo hiệu mùa màng bội thu sở dĩ thầy đồ kiệt quan tâm như vậy bởi vì nhà thầy vừa tậu thêm mấy mẫu ruộng tốt số bạc mua ruộng có được sau khi thầy cùng lão địa chủ phạm soạn lại hương ước cho làng Ngoài ra thầy cũng bán cho lão Phạm mấy bài Để lão in vào tập thơ Lấy oai với lũ tiên chỉ Do lão Phạm giàu có Nên thầy đồ kiệt chém mỗi bài thơ giá 5 nén bạc Mưa rào tạnh nhanh Trời lại quang đãng như trước Thầy đồ kiệt nhần nha ngắm chậu cúc mốc Và nghe trào màu hót Lúc này thi hướng bất chợt nổi lên Thầy đồ kiệt ngừa mặt ngắm mây Rồi cảm tác làm bài thơ mưa rào ngập lối ra vườn táo liễu xanh lay động trước sấm rèn. sân nhà vui mắt đan cóc nhảy xuân lưu luyến bước đón hạ sang rượu soi đáy mắt màu phân chó thoáng trông ma nữ đang nhẹ bước diều ta lạc bước trốn thiên thai ngờ đâu nhang thơm triệu hồn về hoan hỉ vì xuất thần làm được một bài thơ quá hay dù thầy đầu kiệt không dám kiêu ngạo do sợ mang tiếng nhưng trong thâm tâm của mình thầy cảm nhận được bài thơ này nếu đem so với bài hoàng hạc lâu của lão thôi hiệu bên tàu chắc chắn bài của thầy vẫn hay hơn rất nhiều trong tâm trạng vui vẻ thầy đầu kiệt định réo hai bà vợ bỏ hết công việc ra đây nghe thầy đọc và bình thơ bất chợt phía cổng có tiếng chó sủa ầm ĩ thầy đồ kiệt ngó ra đã thấy một thằng nhỏ đang đứng im lặng vừa nhìn thấy chủ nhà đi ra thằng bé đã khoanh tay lễ phép thừa chuyện bẩm thầy cụ lý phạm nhà con có lời kính thầy qua nhà bàn việc thầy đồ kiệt thoáng cong mày khó chịu từ ngày lão địa chủ phạm mua được chức lý cựu rồi làm lễ khao làng kể từ đó đi đâu Lão Phạm cũng được dân làng kính trọng Gọi là cụ Lý Phạm Trong khi tài năng xuất chúng như thầy Chỉ có quanh đi quần lại Bên hai cái váy đủ Thầy Đô Kiệt thắng giọng nói Mày về bấm với cụ Lý Thầy sẽ có mặt vào giờ thân Nhớ chưa Lý Phạm Mặt đò tưng bừng Đi từ đình làng về nhà Từ ngày mua chức Lý Cựu Lão không còn là tên trọc phú nơi xó nhà Bây giờ, lão nghiễm nhiên dự vào hàng tiên trì, được ngồi giữa đình bàn việc lớn. Dù sao, ngồi ở đó, lão được ăn, được hút thuốc viện không mất tiền. Sau đó, cả lũ còn được nghe đám cô đầu phú huyện về tom chát, ứ hự, mỗi khi làm có việc. Cười áo thụng và chiếc khăn xếp trên đầu đưa cho thằng nhỏ treo vào mắt. Lý Phạm cười hành hạch đưa tay bóp vú bà vợ thứ năm mà lão mới rước về tháng trước lão nịnh vợ mày ở nhà nếu buồn cứ gọi bà tư bà ba lập hội chơi tam cúc với nhau lý phạm nói chưa dứt lời bốn bà vợ còn lại từ đâu xuất hiện mỗi bà một câu khiến ngôi nhà ngói năm gian ồn ào như chợ vỡ riêng việc bà này kể tội bà kia cũng hết ngày vạch tội nhau chán cả bà quay ra chửi nhau lý phạm cầm chiếc ấm tích đang hãm trà xanh ném xuống nền nhà vợ tan tành. đợi cho năm bà vợ im tiếng lý phạm trèo lên chiếc trường kỳ rồi cầm bát tong chỉ vào mặt từng bà vợ của mình dạy dỗ chúng mày là lũ lăng loàn mất nết ngày thì tranh ăn đêm lại tranh ngủ cùng tao bản tính của ta vốn là người nho nhã lại có chức sắc trong làng nếu việc này đồn ra ngoài thì thử hỏi dân làng này sẽ ỉa vào mặt đứa nào Đợi cho không khí trong nhà lắng dịu đi Lý Phạm sai thằng người ở Cầm giấy bút để lão đọc Rồi biên vào Bà vợ cả tuy già Nhưng tính cẩn thận Được giao tay hòm chìa khóa chi tiêu trong nhà Bà hai và bà ba đều luống tuổi Nên lo việc trông non đồng áng Và đám kẻ áp người ở Một tháng hai bà sẽ được ngồi với lão một lần Bà Tư do sinh được quý tử nên yêu ái không phải làm gì Bà chỉ lo chăm thằng con nối dõi và chơi tam cúc Một tuần bà Tư sẽ được ngủ với lão một lần Riêng bà Năm mới cưới về nên sẽ học cách quen dần với nếp nhà Bà Năm còn quá trẻ được yêu ái ngủ cùng lão bốn ngày trong một tuần Bàn viết tay vừa ráo mực Mặc cho mấy bà vợ tiếp tục lườm nhau Lý Phạm moi trong đúng quần ra con chuyện khắc bằng gỗ mít rồi cộp vào thay cho điểm chỉ. Dù không biết chữ, nhưng lão khoái dùng chuyện cho oai. Hồi mới mua trước, lão mò lên tận phố phủ, thuê thợ khắc chữ Phạm, dùng để chuyện vào những giấy tờ mà lão cho là quan trọng. Thậm chí, khi được tập thơ đầu tay, có vòn vẹn 24 trang, lão cũng tì mần đóng chuyện vào từng bài thơ ở mỗi trang sách. Giải quyết xong việc nhà, Lý Phạm ngồi hút bát canh cho giã rượu. Dù mới đầu giờ chiều, nhưng lão đã buồn tay. Chính vì thế, một tay lão bưng bát canh, con tay kia tần mần trong yếm của bà vợ nằm. Lão nói với vợ mình bằng giọng vinh vang tự đắc. Ngẫm già đến bậc hoàng thân quốc thích hay là vua chúa trong cung cấm, chắc cũng sướng đến như thế này là tốt bậc rồi. Nói dứt câu, Lý Phạm rúi đầu vào vợ của mình xuống đuổi, bật chợt thằng người ở chạy vào chắp tay thông báo bấm cụ có cụ đồ kiệt sang nhà lý phạm vội sai vợ lấy áo thụng và khăn xếp sau khi đủ lệ bộ lúc này lão mới cao giọng nói người đâu mau mở cổng đón khách sau tuần trà đầu tiên lúc này lý phạm mới chậm rãi nói kể từ khi soạn lại hương ước của làng Tôi biết nhiều bọn thối mồm, lời ong tiếng ve. Nhưng mình làm việc vì dân, vì nước, nên tôi kệ mẹ chúng nó. Hôm trước tôi có lên tình chơi, lúc đi qua cái miếu gì đó, thấy có gắn bia đá. Tôi phát hiện ra đám dân đen đi qua đều phải khép nép cúi mặt, còn đám quan quân đều xuống ngựa. Thay đô kiết ngửa mặt, ngắm nghĩa cơ ngơi của Lý Phạm nhà lão có hàng cột nhà bằng gỗ tứ thiết ôm trọn vòng tay xa nhà cùng với vì kèo đều bằng gỗ tốt có trạm trổ cầu kỳ lòng ghen tức bùng lên khiến thầy đồ kiệt rùa thầm tổ sư nhà mày dùng toàn gỗ quý như thế này lúc bén lửa cháy điệu phải biết thấy lý phạm nhìn mình như dò hỏi thầy đồ kiệt nhúng tay vào chén trà rồi viết hai chữ nho ra mặt bàn sau đó giải thích đó là chữ hạ mã hay đặt ở những vương phủ các võ miếu hoặc văn miếu ai đi qua đều phải xuống ngựa để tỏ lòng tôn kính lý phạm vỗ tay vào đùi đánh đét một cái rồi khoan khoai nói ừ đúng rồi hôm trước tôi có hỏi nhưng mà tự nhiên lại quên hôm nay tôi mời thầy qua đây bàn về việc đó chẳng gì cái làng văn xá cũng nổi danh đất học của kinh thành thăng long xưa lại còn có con đường thiên lý Bắc Nam chạy qua. Bây giờ, tôi muốn thầy thảo cho tôi nội dung vài cái văn bia. Sau đó, tôi cho dựng ở đoạn đường thiên lý chạy qua là Cứ chỗ nào có văn bia, chỗ đó tôi làm ngay một cái bia hạ mã bên cạnh. Thầy Đô Kiệt thở dài vì thấy lão này ngu hết phần thiên hạ. Đây cũng là dịp để thầy lên mặt dạy dỗ. Thầy Đô Kiệt nhấp môi chén trà, rồi thong thả giải thích. Làng mình không thuộc kinh thành Thăng Long, xưa vẫn thế, bây giờ vẫn vậy. Nếu ông Lý nói là đất học, thì tôi lại lo Thiền hạ nó trời cho vuốt mặt không kịp. Đất học gì mà không có ai được khắc tên trong văn miếu? Đám tiên chỉ làng toàn mọn mù chữ, lại hay bày việc. Còn như ông cắm bia hạ mã khắp đường, tôi hỏi ông dân làng này đến châu kéo cây còn không có? lấy đâu ra ngựa mà cưỡi đến như nhà ông lý giàu nhất làng năm ngoái mụ vợ cho ông cưỡi hàng đêm thử hỏi ông có con ngựa nào không lý phạm nghe xong mắt đo phừng phừng lão hắt chén trà xuống nền nhà rồi đáp lại ông mang tiếng có học mà ngu bỏ mẹ suốt ngày chỉ nhìn vào hai cái váy đục ở nhà rồi nghe chào mau hót để làm thơ sao ông không nghĩ xa hơn một chút Tôi sửa lại đường cái quan một chút Sau đó cắm biển Để đe cổ bọn buôn chuyến Bọn tứ xứ đi ngang qua mà thu tiền Chúng nó không có ngựa Nhưng hệ bước vào địa phận của làng Thì phải nộp tiền Nếu không muốn nộp tiền Thì cứ việc lội ruộng hoặc bơi qua sông Hồng Thử hỏi bố nó nào không dám nộp Vàng dòng hay bạc nén Ở đó mà ra chứ ở đâu Việc của ông Là soạn ngay nội dung Những việc còn lại để tôi lo liệu Cũng như lần trước Tôi trả ông mỗi văn bia Năm nén bạc Được chưa Thầy đồ kiệt nhầm tính Thấy chỉ có việc khua bút chưa đầy vài canh giờ Có ngay 25 nén bạc Đúng là trời không phụ người có học như thầy Vốn tính cẩn thận Thầy đồ kiệt hỏi lại cho rõ Làng mình có một đoạn Mà ông Lý cho cắm những năm cái biển đề thu tiền Liệu như vậy có nhiều quá không Lý Phạm Liếc nhìn cặp mông căng tròn của bà vợ năm rồi phán nhiều hay ít Biết thế nào cho đủ Việc đó ông đô khỏi lo Thôi ông mau về soạn gấp để tôi còn cho tiến hành làm luôn Đứa nào đi qua mà chống đối không nộp tiền Tôi cho Tuần Đinh gô cổ ra liên quan ngay Ngày khánh thành năm điểm hạ mã Từ quan phủ đến quan huyện đều đến dự Các vị quan phụ mẫu to vẻ hài lòng trước sự đổi thay của làng văn xá Khi các mệnh quan hồi phủ Lý Phạm không quên lót tay cho các vị phụ mẫu túi bạc nén cầm nặng chữ tay. Trong buổi họp làng sau đó, Lý Phạm đứng giữa sân đình, xoa tay thông báo. Như các cụ đã biết, <laughs> hiện nay nguồn thu chủ yếu của làng đến từ mấy chục mẫu ruộng nên không ăn thua. Chính vì vậy tôi đã kêu gọi mọi người bỏ ra 500 nén bạc, sửa đường và xây 5 điểm hạ mã. Kể từ hôm nay, làng ta sẽ có thêm nguồn thu không hề nhỏ. Tôi tính chỉ khoảng tháng chạp sang năm sẽ hòa vốn, rồi sau này con cháu chúng ta sẽ phải học theo những gì ông cha đã làm. Chiều hôm đó, các cụ tiên chỉ làng văn xá được bữa đánh chén mềm môi. Sau đó các cụ ngà ban đen để mơ màng với à phù dung. Cụ nào thích sinh hoạt nhóm thì đã có hai chiếu sóc đĩa và tổ tôm sẵn sàng. Trời vừa nhập nhọa tối, cũng là lúc ngọn đèn măng sông được thắp sáng giữa đình làng. Ngay lập tức, tiếng đàn phách vang lên. Một cô đầu nổi tiếng ở ấp Thái Hà được Lý Phạm thuê xe kéo đón về. Bắt đầu cất tiếng ca. Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi. Mười lăm năm thấm thoát có xa gì. Ngoài mặt lại đã tới kỳ tơ liễu. Đầu năm, mưa phùn gió bấc, đường làng văn xá, bùn đất trộn lẫn phân trâu dính nhòe nhét. Riêng việc phải đi lại trên những con đường đó là một cực hình. Mặc dù lệ làng đã khoán, nhà nào gà con gái sang làng khác, nhà trai sẽ phải nộp cho làng 200 viên gạch lát được. Tuy nhiên, số gạch lát vẫn không đủ lát mọi con đường đi lối lại. Lão Lý Phạm chống ba tong đi gia đình làng có việc Tuy nhiên nhìn con đường lầy lội khiến lão không dám bước. Lão tiếc đôi giày gia đình mới mua nên đành tuột giày khỏi chân rồi cố bấm mấy đầu ngón chân xuống nền đất trơn mà đi. Dù cẩn thận đi sát mép đường nhưng Lý Phạm vẫn vài lần dẫm phải bãi phân trâu. Vừa vào đến sân đình là đã hách dịch gọi thằng mới bưng chậu nước để rửa chân. Dù tốn hai chậu nước mưa, chân lão vẫn bất mùi phân trâu sau khi ngả bàn đèn thà hồn theo ả à phù dung các cụ tiên chỉ bắt đầu bàn việc làng việc nước thay mặt đám hào lý chức dịch cụ tránh tầm buồn bã thông báo ây già năm nay siêu thuế không đủ chi những khoản phải nộp về cho ngân khố quốc gia đích thân quan huyện đã về kiểm quỹ dù đưa về huyện đường mấy khoản còn lại gần như đã cạn kiệt Lão Lý Đường với vẻ mặt đau khổ ngồi im Quả thật những gì cần moi móc trong dân làng Y cùng đám tuần binh đã moi hết rồi Không khí cuộc họp bỗng trầm lắng Hầu như các cụ tiên chỉ đều không nghĩ ra được cách để có thêm tiền Sự im lặng khiến cho các cụ nghe rõ cả tiếng đàn nhặng Bay vo ve, chỉ trực đậu xuống âm cỗ Thoáng chút nhíu mày suy nghĩ Bất chợt, Lý Phạm vỗ đùi đánh đét một cái rồi kêu lên Già ôi, tưởng gì, tôi vừa nghĩ ra một khoản thu mới cho làng rồi Nói xong Lý Phạm chỉ xuống đôi chân của mình Dù đã rửa, nhưng mùi phân trâu vẫn phảng phất giữa đỉnh Thấy các cụ tiên trì ngạc nhiên, Lý Phạm thong thả giải thích Tôi sẽ đề ra việc thu thuế, đánh vào phân trâu Thuế sẽ tính trên đít mỗi con trâu ỉa ra đường làng Khoản thu này không hề nhỏ, bởi vì nhà nào trong làng chẳng có trâu Đợi cho các cụ bàn tán nát nước Lúc này Lý Phạm đứng lên quả quyết Ngân sách của làng đã cạn kiệt Nếu các cụ vẫn muốn Ăn uống ngập mặt Tất cả đều phải trông chờ vào đám phân trâu Lý Phạm nhấn mạnh Chỉ cần các cụ gật đầu chấp thuận Về mặt chủ trương Tôi sẽ nói lão đồ kiệt soạn thành văn bản hẳn hoi Khi nào ông Lý Đương áp chuyện Là có tiền Nghe nói có thêm tiền nhờ đánh thuế phân trâu Các cụ tiên trì khuôn mặt bắt đầu giãn ra Việc đánh chén lại được tiếp tục như lệ làng bao đời vẫn thế Nhầm nhi chén trà ô long được học trò cũ biếu Thầy đồ kiệt phờn phơ quá Nên muốn ngâm bài thơ cho tao nhã Tuy nhiên đúng lúc thầy đưa tay vuốt râu Hướng mặt ra phía ngọn cây khế Bất chợt bà vợ già cắp thúng từ ngoài ngõ đi vào nói ngay ông bớt làm thơ để dành thời gian kèm con học ai đời mang tiếng con ông đồ mà rút đặc cắn mai tôi thấy xấu hổ với làng xóm ông đồ thở dài nói trẻ con bây giờ không học chữ nho nữa chúng nó học chương trình mới chữ việt mới lại còn viết ám tà nữa chính vì đổi mới chương trình nên tôi không dạy được con Bà vợ hai của thầy đồ gội đầu xong liền góp đôi lời "Giàu ôi Tại thầy em không chịu đổi mới Nên mới khổ thế Thầy suốt ngày tứ thư ngũ kinh Không thấy chán sao Đến phận đàn bà Rồi cũng phải có ngày mãn kinh nữa là Ba vợ cà của thầy đồ kiệt Biết ngay Con vợ hai nói xò xiên mình Ngay lập tức Ba sắm quân tới bẹn rồi dùng hai tay vỗ bồm bộp vào đúng quần trời bài. Trong chốc lát, nhà thầy đồ kiệt loạn như chợ vỡ. Dẹp xong hai mụ đàn bà lắm điều, bao cảm hứng để làm thơ của thầy đồ cũng tan biến. Trong lúc đang cảm thấy ấp ạch trong người, thầy đồ kiệt thấy lóc lý phạm mò sang nhà để bàn chuyện. Đợi cho hết một tuần trà, lúc này Lý Phạm thuật lại ý định đánh thuế phân trâu. Lão nhờ thầy Đồ Kiệt chấp bút Viết sao cho bà con thấy sự nho nhã trong thông báo Ý nghĩa trong việc nộp thuế Nói tóm lại Lão Lý Phạm muốn thầy Đồ Kiệt viết thật thay Để khiến dân làng văn xá tự nguyện móc túi nộp tiền Thầy Đồ Kiệt rung đùi vẻ đắc ý Vậy là kiến thức của thầy vẫn có người cần đến Liếc nhìn mấy nén bạc được lão Lý Phạm đặt ngay cạnh cuộn giấy xuyến chỉ Thầy Đồ Kiệt bèn hiến kế nếu ông Lý và các cụ trong làng chỉ trông vào đám phân trâu, tôi nghĩ số tiền thu được sẽ không bao nhiêu, bởi vì dân làng sẽ cho trâu ỉa ở nhà, rồi mới cho ra cánh đồng. Trước kể họ còn đeo mo cau với đít trâu giống như là niêm phong kẹp trì của bọn Tây Đoan. Thầy Đồ Kiệt giải thích rõ, tôi soạn ra loại thuế có tên là hoàn thổ, có nghĩa là bất cứ ai dắt trâu ra cánh đồng sẽ phải nộp thuế sửa đường Hoàn tiền thu được sẽ dùng để tu sửa đường xá Vì thế gọi nó là thuế hoàn thổ cho nó sang miệng Thật ra thu được tiền rồi Lúc đó các cụ tiên chỉ làm gì thì tùy ý Ngoài ra nếu muốn dắt châu đi cày Chủ nhân của nó phải nộp tiền để kiểm tra Sát hạch xem có đủ trình độ cây ruộng không Lão Lý Phạm ngần ngại hỏi lại Làng này thuần nông Nên ai cũng biết cây thứ bé tự nhiên thầy đề ra cái yêu cầu vô lý đó liệu có ổn không thầy đồ kiệt vuốt dầu rồi nhanh tay cho mấy nén bạc vào túi thầy vừa múa bút viết vừa trả lời cái thời buổi này nếu không vẽ ra những loại thuế và phí đó rồi có đến phân châu cũng chả có mà sôi trái với kỳ vọng của lý phạm và các cụ tiên trì trong làng văn xá mấy ngày đầu tiên thuế thu về không được mấy đồng. Trước sự thất vọng của các cụ tiên chỉ trong làng, thầy Trương Tuần liền gãi đầu gãi tai rồi trình bày. Bẩm các cụ, do văn bản của làng đã ghi, chỉ đếm số trâu để thu thuế hoàn thổ. Chính vì vậy, nhiều người đã quát sơn vàng rực cả con trâu, sau đó họ cãi phẳng, đó là con bò, nên anh em Tuần Đinh không thu được thuế. Lý Phạm điên tiết đập mạnh tay xuống bàn Lão trí tay vào mặt trương tuần rồi hét lên Ông dẫn ngay đám tuần đinh vào từng nhà để kiểm định trâu Còn trâu nào không có giấy kiểm định Ngày mai sẽ không được ra đồng kéo cải Nhớ bắt chủ nhà xịt nước tắm cho sạch trâu Rồi đến khi trôi hết lớp sơn vàng Sau đó sai đám tuần đinh lấy sơn trắng Viết vào bụng con trâu là chữ trâu thật to Làm như vậy có mà trốn thuế đằng trời Đứa nào định ù xẻ Cứ gô cổ, dài về đây, xử lý trường tuần uống nhanh bát nước vối sau đó y xoa hai tay vào nhau nói với các cụ tiên chỉ bẩm các cụ theo con nghĩ thế này con trâu thì vẫn là con trâu sao con phải viết thêm chữ trâu vào làm gì cho tốn kém cụ tránh tổng vừa đưa dọc tẩu lên miệng đã dừng lại cụ vỡ lên chiếc gốc mộc ném về phía trường tuần rồi chửi dân thì gian con quan thì tham Chà bố nhà mày Không lo làm đúng chức phận đi Sao con đứng bàn cho nát việc Cuối tuần Kiểm tra sổ sách Lý Phạm vẫn thấy số tiền thu về không bỏ bẻn gì Lão liền vội gọi Trương Tuần đến Cha hỏi cặn kẽ Trương Tuần đưa văn bản thu thuế hoàn thổ Rồi trình bày Bầm cụ Lý Trong văn bản chỉ nói việc thu thuế con trâu Chính vì sơ hở chết người đó Nên dân làng đồng loạt cưa sừng cho trâu làm ngé Cả tuần này họ không chịu nộp thuế Họ nói Nghe con bé Làm sao kéo cây được mà bắt đóng thuế Sau một ngày tham vấn thầy đồ kiệt Đến chiều tối Lý Phạm gọi Trương Tuần đến giao việc Lão Cao giọng nói Ngày mai Ông gọi đám tuần đinh chốt chặn mọi ngả đường từ làng ra cánh đồng Mỗi một chốt cảnh gác Ông chuẩn bị sẵn bàn cân Con trâu nào dưới 20 cân thì cho đi qua mà không thu phí còn con nào nặng cân hơn sẽ thu phí quá cước trương tuần rút xe hỏi lại bầm cụ lý nếu dân làng nhốt trâu ở nhà họ quyết không cho trâu ra đồng thì tính sao bây giờ lý phạm mở tờ giấy có ghi chi chít những dòng chữ nho của thầy đồ kiệt lão đưa cho trương tuần rồi yêu cầu đọc to nếu nhốt trâu không cho ra đồng lúc đó làng sẽ thu cả thuế cỏ lẫn thuế phân trâu Trời nhá nhem tối Khiến đường làng bắt đầu vắng người đi lại Nhiều nhà trong làng tranh thủ ăn cơm lúc trời còn sáng rõ Đến khi nhọ mặt người Tất cả vợ chồng con cái xoa chân cho sạch Rồi chui vào ổ rơm nằm cho ấm Lý Phạm lên huyện có việc Lúc quay trở về làng cũng thấy đói cồn cào Thằng mới chuyên làm chân sai vặt vốn nhanh ý Thấy trời tối vội đốt đuốc dò đường có như vậy ông chủ không bị dẫm vào phân trâu hoặc thụt chân xuống hố vui. Lão Lý Phạm vừa bước vào sân, ngay lập tức căn nhà năm gian nhốn nháo như mở hội. Đèn măng sông được thắp sáng trưng, ở gian giữa tiếng bà cà quát người ăn kẻ ở mau dọn cơm. Tiếng bà hai dục thằng nhỏ bưng nước cho lão rửa mặt. Còn bà ba và bà tư chuẩn bị sẵn bàn đèn thuốc phiện để chút lão còn dùng. Riêng bà năm cậy minh chè đẹp nên âm thầm sai con bé người ở soạn giường chiếu. Bà biết rõ, sau khi cơm no rượu say, lão Lý Phạm sẽ hú hí cùng bà, mặc cho bốn con mụ vợ già nằm chồng chơ một mình trong ấm ức. Ngồi bên mâm rượu thịt ê hề, Lý Phạm đánh chén tì tì, hết hai nậm rượu. Một đống xương gặm nham nhở được lão vứt thẳng xuống nền nhà. Mấy con chó vội tranh nhau gặm tiếp, mặc cho bên ngoài Trời bắt đầu có mưa, trong ngôi nhà của kẻ trọc phú, người và chó vẫn thi nhau gặm xương. Cơm no rượu say, Lý Phạm đưa bàn tay dính đầy mỡ lau ngay vào chiếc váy nhuộm sồi của bà ba. Sau khi ợ lên một tiếng rõ to, Lý Phạm đón chén trà hoa cúc từ tay bà vợ cả rồi ngậm ngồi nói: "Mẹ kiếp, đúng là các cụ nói không sai. giàu nhà quê không bằng ngồi lê phố huyện." Nhà mình tiếng là giàu nhất cái làng văn xá Nhưng thật ra chỉ bằng một góc của bọn quan nha trên huyện Chưa kể lên đến phố phủ rồi lên đến tỉnh Lúc đó tài sản của nhà mình bé như cái hạt vừng So với bọn quan bố tránh, Tuần phủ, tổng đốc Bà Tư vốn là người sinh được quý tử Nên đợi lão Phạm nói xong lên nhẹ nhàng an ủi Thôi, ông đừng nghĩ ngợi làm gì Mình đen giàu, nước giếng Sao mà sánh được với trên đó Vậy ông đã gửi tiền đóng học cho cậu ấm nhà mình chưa Tôi nghe nói dạo này học hành cũng tốn khối tiền Lý Phạm gật đầu như xác nhận Lão gọi đủ năm bà vợ Ra ngồi xung quanh Sau khi đuổi hết người ăn kẹ ở hai bếp xếp xuống dưới dãy nhà bếp Lão thì thào: Trong cái rồi Hóa lại có cái mày Dạo này chưa biết kiếm đâu một khoản tiền kha khá, khá. Nhưng lúc ngồi hầu chuyện lão quan huyện và quan đốc học Ta chợt nghĩ ra cách kiếm tiền Thế mới tài Dù trời mưa xe lạnh Nhưng bà Năm cậy mình còn trẻ Nên mặc độc chiếc váy ngủ mỏng ta Váy được may bằng lụa hà đông màu huyết dụ Làm tôn nước da trắng bóc của bà So với bốn bà vợ còn lại Thì bà Năm độ mỡ màng và xuân sắc ăn đứt Quả lẽ đó là nguyên nhân khiến lão lý phạm Miệng nói còn tay thì tí toái không ngừng nghỉ Bà Năm nhẹ nhàng hỏi Vậy ông Lý cần nhiều tiền gấp để làm gì? Nhà mình tiền vàng bạc nén Đâu có thiếu Lý Phạm nói nhỏ Triều đình đang thiếu tiền Chính vì vậy đã cho các phú hào địa chủ Được góp tiền mua chức Nếu tao gom được một vạn quan tiền Lúc đó sẽ được phong chức Tránh kiều phẩm bá hộ Có chức tước phẩm hàm do triều đình ban tặng tự nhiên sang hẳn cái thằng người đến biết bao nhiêu cả năm bà vợ áp sát vào người lão lý phạm để hỏi dồn dập về cách kiếm tiền một lúc bị mấy cặp vú cả lép lẫn mày dí vào mặt không thở được lý phạm đứng phát dậy nói to thôi lũ đàn bà biết gì mà hỏi chuẩn bị ban nhanh không to ngáp sái que hàm rồi vừa bạch mắt Thầy đồ kiệt đã ngồi ngắm cây cúc mốc bày trên án thơ. Lúc này, thầy đợi bà vợ cả pha cho ấm trà tàu. Còn bà vợ hai sẽ lo mài mực để thầy phóng bút làm thơ cho tao nhã. Tuy nhiên do nghiên mực chưa mài, nên thầy cũng không vội làm thơ. Tối qua, được trận mưa, nên mát rời. Chính vì vậy thầy đồ kiệt cùng bà vợ hai đã cùng nhau giấm mẻ cả đêm. Bà vợ cả nằm trên chiếc trống tre cũng mất ngủ vì giọng tai nghe những âm thanh lạ. Lúc đó, bà nghiến răng khen kết vì ghen tức. Thưởng thức chén trà nóng, thầy đồ kiệt dù đau lưng do lao lực đêm qua, nhưng thầy vẫn nổi hứng vuốt rầu, ngâm nga bài thơ đã làm hồi tháng trước. Mưa rào ngập lối ra vườn táo, liễu xanh lay động trước sấm rền, sân nhà vui mắt, đàn cóc nhảy, Xuân lưu luyến bước đón hà sang Rượu soi thay mắt màu phân chó Thoáng trông ma nữ đang nhẹ bước Dìu ta lạc bước trốn thiên thai Ngờ đâu nhang thơm triệu hồn về Từ dưới bếp Bà vợ hai bưng bát trong lòng Đặt lên bàn Ben liếc nhìn thầy đồ rồi khẽ hỏi Thơ của thầy hay quá nhưng dạo này sao không thấy ông lý phạm chi tiền mua thơ như năm ngoái nữa nhỉ hay là ông lý đã biết làm thơ rồi nên không cần mua thầy đồ kiệt rắc hạt tiêu vào bát cháo lỏng thầy vừa thổi cho bát cháo bớt nóng vừa đùng đình nói lão lý phạm thuộc loại đầu bò óc chó lão ý mà làm nổi bài thơ chắc lúc đó đình làng sẽ lộn ngược ba vợ cà của thầy đồ thấy dạo này không còn đồng ra đồng vào như hồi trước đang bòm bèm nhai trầu ba bèn nhổ ngay bãi nước đỏ lòm ra nền gạch bát tràng mà than thở tôi nghĩ lão đó chán thơ rồi dạo này đi đâu cũng không thấy thằng nhỏ cắp cháp theo hầu nữa thầy đồ kiệt ăn gần hết bát cháo lòng dù trời không nóng nhưng người thầy nhễ nhại mồ hôi khiến cả hai bà vợ xuống vào quạt cho thầy đợi cho người ráo mồ hôi. Lúc này thầy Đồ Kiệt mới giải thích. Mấy năm trước, lão Lý Phạm muốn xin dự chân vào hàng tiên chỉ. Lệ làng, dù giàu có ức vạn mà nghèo chữ cũng chỉ là thằng trọc phú. Chính vì vậy, lão nghiến răng bỏ mấy trăm nén bạc mua thơ của tôi. Sau đó, lão cho in liền một lúc mấy tập thơ, đem biếu cho các cụ tiên chỉ. Như vậy, lão nghiễm nhiên là người có học, khi đã mua xong chức lý cựu và ngồi sánh ngang hàng các cụ tiên trì ở đình làng lão có dở hơi đâu mà đi mua thơ nhưng tôi đã bấm què và nghe con chim gáy nó gù sáng sớm nên biết sớm muộn gì lão lý phạm cũng mò sang đây nộp bạc để nhờ việc trong lúc hai bà vợ của thầy đồ kiệt con bán tín bán nghi bất chợt con vẹt nhốt trong lồng treo ở cành khế ngoài vườn kêu to tổ sư nhà có khách Tổ sư nhà có khách Sau tuần trà Kèm theo vài câu thăm hỏi xã giao Lúc này lão Lý Phạm Mới nói với thầy đầu kiệt Ở cái làng văn xá này Mọi thứ thuế cần thu Đã thu rồi Nhưng tiền trong dân còn nhiều lắm Nếu không nghĩ cách thu tiếp Lúc đó tôi sẽ cảm thấy có lỗi với quan trên Có tội với triều đình Chính vì vậy Hôm nay tôi qua đây cùng thầy đồ ban chuyện Thầy đồ kiệt phe phẩy chiếc quạt được làm bằng lông con gà trống thiến. Dưới ánh nắng sớm, nhìn thầy đạo mạo không khác gì quân sư ra cắt lượng khổng minh bên, bên tàu vậy. Không để lý phạm trình bày tiếp, thầy đồ kiệt đưa tay ngăn lại rồi nói. Để tôi nói ông Lý xem, thuế này có đúng không nha? Nói xong, thầy đồ kiệt dùng chiếc bút lông viết mấy chữ vào tờ giấy bản đưa cho Lý Phạm. Nhìn lão Lý Phạm khổ sở xoay ngược rồi xoay xuôi tờ giấy nhưng không đọc được do mù chữ. Thầy Đồ Kiệt nói nhỏ, nó chính là chữ học sẽ phải thu phí. Lý Phạm vỗ đùi đánh đét một cái rồi kêu to. Đúng là thầy Đồ thánh thật, ông cứ như đi quốc trong bụng tôi vậy. Nhưng chữ dài như vậy tôi sợ lúc trình ra giữa đình là cho các cụ tiên trí sẽ bị vặn vẹo. Thầy Đô Kiệt vốn yếu già Vì thế hồi sáng ăn bắt cháu lòng đã thấy trong bụng ậm ạch Do ngồi tiếp chuyện lão lý phạm lâu quá Không chịu được Thầy đành canh đít Đánh rắm rõ to Rồi sau đó hét lên Vậy ta gọi nó là học phí Ngay lập tức con vẹt trong lòng cũng kêu to Tổ sư học phí Tổ sư học phí